Chào bình minh hoa ban mai là lời nhà xưa em vang như âm ngàn đời. Dù miền thân ái chào gặp lại quý khán giả của đài VNTV tại Liêu Đô Sài Gòn, thủ đô của người Việt tị nạn Nam California trên băng tầng 57.3, miền Bắc San Jose trên băng tầng 16.10. Đây là chương trình Good Morning Việt Nam America và chương trình ngày thứ hai như thường lệ vẫn là sự phối hợp giữa hai đài radio Đáp Lời Sông Núi phát về Việt Nam mỗi đêm nửa tiếng đồng hồ trên 9 năm qua, và đại diện cho đài Đáp Lời Sông Núi ngày hôm nay là anh Trần Quốc Bảo từ phi trường, vùng phi trường Los Angeles. Trước hết, kính chào anh Trần Quốc Bảo. Kính chào anh Lưu Biên và kính chào hân hạnh gặp lại quý khán giả của VNTV buổi sáng thai ngày hôm nay. Câu chuyện thời sự nóng bỏng nhất ngày hôm nay không phải chỉ cho riêng cộng đồng chúng ta, khán giả của đài chúng ta mà khắp nơi trên thế giới đều quan tâm đến tình trạng sức khỏe của Tổng thống Donald Trump. Anh Trần Quốc Bảo đã sửa soạn một số hình ảnh, video cũng như trình bày tất cả những diễn biến mới nhất liên quan đến tình trạng sức khỏe của Tổng thống Trump. Xin mời anh Trần Quốc Bảo ạ. Chắc chắn là tất cả chúng ta trong cái thời gian vừa qua đã rất là theo dõi cái tình hình chính trị của Hoa Kỳ, và đặc biệt là tin Tổng thống Donald Trump đã lây nhiễm coronavirus. Cái sự kiện mà nó diễn ra thì chắc tất cả chúng ta đều biết là vào khoảng 1 giờ sáng thứ Sáu ngày 2 tháng 10 thì Tổng thống Donald Trump đã gửi ra một cái tweet loan báo là vợ chồng ông đã bị nhiễm coronavirus và cho biết là hiện tại ông đương chữa trị tại tòa Bạch Ốc. Nhưng mà buổi sáng hôm sau, tức là sáng sớm thứ Sáu đó, thì ông ta đã loan báo rằng là sẽ vào trong cái bệnh viện quân sự danh tiếng nhất của Mỹ là Walter Reed Medical Center ở tại Maryland, tức là cách tòa Bạch Ốc có 8 mai thôi. Tân diễn viên đã bay trực thăng từ tòa Bạch Ốc tới Walter Reed Medical Military Center để mà chữa trị. Và sau đó thì chúng ta cũng được theo dõi các báo cáo của bác sĩ Sean Conley. Sean Conley, thanh chương viên và thưa quý vị, đó là một y sĩ trung tá hải quân. Thông thường cái truyền thống là hay có những vị bác sĩ hải quân để lo cho các chính khách hoặc là lo cho những trường hợp đặc biệt. Và ông này đã hiện tại là được chỉ định săn sóc sức khỏe của Tổng thống Donald Trump từ năm 2018. Và ông ta cho biết tháng thứ Sáu đó, thì Tổng thống Donald Trump đã bị nhiễm, và sau đó ông ta bị cảm cúm và có hai lần khó thở và đã được tiếp dưỡng khí. Khi báo cáo mới nhất trên dư biên là vào ngày Chủ nhật, thì các bác sĩ cho biết là tình trạng của Tổng thống Donald Trump khả quan và có thể trong ngày thứ hai hôm nay đó, trên dư biên, Tổng thống Donald Trump có thể được xuất viện, tức là rời Walter Reed Medical Center trở về lại tòa Bạch Ốc. Đặc biệt là Peter chiếu dùm lại cái video clip số 2 đó, là ngày hôm qua là ngày Chủ nhật buổi chiều thì Tổng thống Donald Trump đã có gửi ra một cái tweet, trong đó có những lời nói chuyện trình bày về cái tình trạng của ông ta và có đặc biệt là cho biết là sẽ đi ra khỏi bệnh viện Walter Reed để mà gặp gỡ một số các cái người quần chúng đang đứng ở bên ngoài và ủng hộ ông ta. Đây là hình Tổng thống Donald Trump đương nói chuyện, gửi qua một cái tweet, và ông ta nói chuyện vào khoảng độ chừng một phút rưỡi mà thôi. Sau đó là đi trên một đoàn xe ra ngoài, và nếu quý vị để ý đó, thì sẽ thấy Tổng thống Donald Trump ngồi đằng sau đeo khẩu trang và vẫy tay chào, như quý vị sẽ thấy. Xe của Tổng thống Donald Trump rời khỏi Walter Reed và đang đi ra ngoài. Bây giờ có thể chiếu lại khúc chót. Đó, Tổng thống Donald Trump đưa người trong đó vẫy tay chào đó. Đây là cái sự kiện rất là đặc biệt. Cho đến ngày hôm nay thì người ta dự trù có thể ông ta xuất viện, nhưng mà chưa có tin tức gì, cho nên từ sáng tới giờ chưa có tin tức gì.
cho nên có thể ông ta sẽ còn ở lại tại Walter Reed Medical Center thêm một thời gian nữa, trong chưa biết là bao giờ. Ngày hôm nay là ngày thứ ba ông ta ở tại đó, đêm thứ ba vừa rồi, đêm chủ nhật và đêm thứ ba ông ta ở tại đó, và chưa biết là sẽ còn ở lại bao lâu hoặc là có thể xuất viện trở về lại White House. Vâng, thưa quý khán giả, chuyện Tổng thống Trump bất ngờ đi ra thăm những người ủng hộ ông bên ngoài bệnh viện, nó cũng giống như câu chuyện Tổng thống có thói quen là tweet, viết ra tất cả những cảm nghĩ của ông. Bây giờ Leo, Peter lấy dùm cho cái hình số 5 để cho chúng ta nhìn thấy là trong cái đêm hôm qua, thưa quý vị, Tổng thống đã tweet ra tổng cộng là, tôi không nhớ là bao nhiêu, đếm không xuể. Ông đưa ra tweet liên tục, những cái câu tweet của ông ngày hôm qua liên quan đến vấn đề vận động tranh cử, thưa anh Bảo ạ. Thứ nhất là ông nói là cảm ơn bạn, hãy nhớ rằng thị trường chứng khoán đang chuẩn bị tăng điểm kỷ lục, năm sau sẽ là năm tuyệt vời nhất, đi bầu, đi bầu, đi bầu. Câu nào ông cũng nói đi bầu hết á, thị trường chứng khoán tăng điểm, đi bầu, quân đội mạnh nhất, đi bầu, luật pháp trật tự, đi bầu, có cái hình lên thì quý vị thấy là nhiều vô số kể. Thì thưa quý vị, Tổng thống đã gửi những cái tweet đặc biệt dành cho những người mà ở bên tiểu bang Virginia, là bỏ cái tù trên án số 2 là quyền sở hữu vũ khí. Thì ông nói ông là người bảo vệ cái quyền này, tức là ông trả lời cái thông điệp chính thức của ông ngày hôm qua. Thưa anh Trần Quốc Bảo, cái chuyện mà Tổng thống được ông bác sĩ Hải quân này chăm sóc đó anh, anh có nhìn thấy người ta để ý ông bác sĩ này nhiều không? Người ta rất là chú ý bác sĩ này, bởi vì thông thường các cái bác sĩ mà chăm sóc sức khỏe của quý vị tổng thống hay là quý vị nguyên thủ quốc gia đó thì rất là những trường hợp rất là đặc biệt. Tuy nhiên ở đây có lẽ xem du biên để xin nói thêm một chi tiết ở đây đó, là như chúng ta biết Tổng thống Donald Trump năm nay đã 74 tuổi, và ông ta có trong số cho đến ngày hôm nay có 7.400.000 người Mỹ đã bị lây nhiễm. Thông thường dựa trên những con số thống kê đấy thì 50% con số những người bị lây nhiễm như vậy không có hề hấn gì, bị ho nhẹ, chóng mặt một chút, đau nhức một chút rồi qua đi, không có phải có sự chữa trị, không phải vào nhà thương. Trong khi đó, đó là trường hợp 50%. Trong khi đó thì có vào khoảng 3% số người đã tử vong, chẳng hạn như ở Mỹ ngày hôm nay thì có 210.000 người, tính tới ngày hôm nay này có 210.000 người qua đời vì coronavirus. Và trong số này thì 80% đó là những người lớn tuổi, trên 65 tuổi, hoặc là có những cái bệnh đặc biệt. Thì còn 47% còn lại đó là những người bị đau bệnh, có thể bị triệu chứng hoặc là nhẹ hoặc là nặng, hoặc là phải đi vô trong nhà thương chữa trị nhiều tầng, và khi trả ra rồi về lại nhà thì cũng có những cái dị ứng, có những cái sự theo dõi tiếp theo đó. Cho nên Tổng thống Donald Trump thuộc vào cái thành phần tương đối là nguy hiểm, bởi vì cái lớn tuổi và đồng thời ông ta cũng hơi bị bệnh béo phì một chút đó. Vì vậy cho nên người ta theo dõi rất là kỹ lưỡng, và theo dõi những cái sự chữa chạy trong thời gian vừa qua, trong 3 ngày qua đó, và qua sự tường trình của bác sĩ Sean Kelly, cũng như là một cái team mà gồm có nhiều bác sĩ chữa trị ở tại Walter Reed Medical Center đó, thì người ta cho biết là đã áp dụng, đã thử, đã cho Tổng thống uống nhiều loại thuốc, chữa trị nhiều loại thuốc mà thông thường thì áp dụng cho những cái trường hợp phải gọi là bị nặng đó. Nhưng mà được thông báo là cái kết quả cho đến giờ phút này tương đối rất là khả quan. Chính vì lý do đó mà cho biết là có thể xuất viện ngày hôm nay, thưa anh. Và trường hợp về lại tòa Bạch Ốc đó, thì phải nhớ là nếu mà trở lại tòa Bạch Ốc để mà tĩnh dưỡng, để mà tiếp tục điều trị đó,
thì chắc chắn tòa bạch ốc không phải là ngôi nhà thường, mà ở đó người ta nghĩ rằng là sẽ trang bị tất cả những cái dụng cụ y khoa tân tiến, không khác gì một cái phòng đặc biệt cấp cứu, cho nên cái sự chữa trị sẽ chắc chắn cũng không cũng rất là tốt đẹp trên như vậy. Hiện tại nay đó thì bà vợ tổng thống Trump cũng đương ở tại điều trị ở tại tòa bạch ốc, và cho đến bây giờ với cái chuyến đi ngày hôm qua của ông ta đi vòng một tour như vậy thì có thể là ông ta sẽ trở về lại tòa bạch ốc không lâu thôi anh. Hãy chờ những thời gian tới, và có lẽ thời gian tới không có lâu lắm thì anh biết. Vâng, thưa anh, thì câu chuyện này, cái chuyện tổng thống bị nhiễm bệnh có ảnh hưởng gì đến cuộc bầu cử 3 tháng 11 không thưa anh? Vâng, trước nhất để nói về, trước khi nói về vụ đó thưa anh Như Miên, thì phải nói chúng ta đi theo dõi là cho đến bây giờ đó, sáng nay cái tin mới nhất là cô phát ngôn nhân của tòa bạch ốc, cô ta đã bị lây nhiễm, và cô ta là trường hợp thứ 13 bị lây nhiễm. Trên hình là quý vị có thấy 12 vị bị lây nhiễm. Sáng nay thêm một vị là Kalei Magnani, cô ta cũng bị lây nhiễm, cho nên tổng số 13 người. Trên hình mà chúng tôi chiếu lên trên này đó thì có một số thôi. Trong khi đó thì có thêm một số người nữa, tổng cộng là 13 người. Trong hình thì chúng ta thấy có Hopkins, ngoài tổng thống và phu nhân tổng thống thì còn có Hopkins, tức là cố vấn đặc biệt của tổng thống. Có Kellyanne Conway là cựu cố vấn đặc biệt của tổng thống. Có bà Rona McDaniel là chủ tịch cái ủy ban tranh cấp của Đảng Cộng Hòa, làm nhân vật cũng khá là quan trọng. Và đồng thời có cả Bill Sabian, tức là giám đốc hay là tổng giám đốc cái cơ quan tranh cử của tổng thống Trump. Có thêm hai vị dân biểu là Miley và Jolis, và có thêm một vị sáng nay chiều tối hôm qua có thêm một vị dân biểu thống đốc nghị viên nữa thưa anh, là ông Senator Ron Johnson ở Wisconsin, và Christie và Luna, Nick Luna, đây là cái cố vấn đặc biệt. Vì vậy tổng cộng có 12 người thanh thiếu niên, và trong số 12 người này đó, và kể cả phát ngôn nhân bộ tòa bạch ốc nữa, thì là tổng cộng 13 người, thì đã có 9 người tham dự cái buổi lễ ngày thứ bảy vừa qua, thứ bảy tuần trước nữa đó. Đó là cái buổi lễ mà tổng thống Donald Trump đề cử bà thẩm phán Amy Barrett để thay thế bà thẩm phán tối cao Pháp Viện Gingrich vừa từ trần. Trong cái buổi lễ đó gồm có 100 người, và Peter chiếu dùm cái hình đó, Peter, cái hình đó là cái hình số 10, số 6, số 5 đó, cái hình số 5, để chúng ta thấy cái quang cảnh buổi lễ đó. Thì trong buổi lễ đó có hơn 100 người tham dự, ngồi rất là gần nhau, số đông không có đeo mặt nạ. Và chính cái buổi lễ đó, người ta nghĩ rằng là Tổng thống Donald Trump, đây là cái hình quang cảnh buổi lễ đó tổ chức ở tại Tòa Bạch Ốc vào ngày 26 tháng 9, tức là thứ bảy tuần trước đó. Trong buổi lễ này, như quý vị thấy, hơn 100 người ngồi gần nhau, số đông không đeo mask, cho nên người ta nghĩ đây là cái buổi lễ mà Tổng thống Donald Trump cũng như là những vị khác và 8 vị người nữa cũng bị lây nhiễm, thưa anh Trung Liên. Vâng. Chúng tôi sẽ tắt lại chương trình sau vài phút quảng cáo. Quý vị vui lòng đừng rời khỏi màn ảnh của đài. Cảm ơn quý vị.